Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Hồ Cá Phát của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái nữa là về kỹ thuật cắt kiếng các bạn. Thì sau qua một cái video đơn giản này á, là các bạn xem thì ai cũng sẽ tự cắt kiếng được ở nhà. Và với những dụng cụ cắt kiếng thì rất là đơn giản. Mình giới thiệu cho các bạn những con dao cắt kiếng nha. Nó cũng đơn giản thôi nha các bạn. Dao cắt kiếng là một loại con dao, mình nói dao với thực chất trên đầu của con dao này là một cái bánh xe thôi nha các bạn. Là bánh xe lăn lăn trên tấm kiếng thôi, chứ không phải là con dao gì đó, nhưng mà tên của nó là dao cắt kiếng đó. Thì rất là rẻ tiền, không có mắc tiền như đâu các bạn. Mình giới thiệu cho con dao này cho các bạn xem. Như cái này á chỉ là 35.000 một ca, thì còn con dao này á là 120, con dao này là 100k. Thì giá trị nó, thì các bạn ở nhà mà tự cắt kiếng á thì chơi thôi, thì không cần mua những con dao, có những con dao còn mắc hơn nữa nha các bạn. Đây là những con dao làm chung thôi, và rẻ nhất cũng vài chục ca, các bạn cũng có thể mua về tự cắt ở nhà. Và ở ngoài tiệm bán đồ điện á, xung quanh nhà mình vẫn có bán cây thường này mình xài. Các bạn xài thì các bạn nhúng dầu hôi vô các bạn xài nha. Và rồi, và một cái nữa thì mình chia sẻ cái cách cắt kiếng này á, là khi mà xung quanh nhà mình á có những cái tấm kiếng mà nói chung là hơi bể á, những tấm kiếng bể mà mình hay để bên góc nhà rồi đó, thì để lâu năm quá nó không biết làm cái gì. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cách cắt kiếng này để cho các bạn chơi, coi như là tùy theo kích thước của kiếng á, các bạn có thể cắt ra những kích thước của hộp cá sim nhỏ nhỏ. Đây, kích thước này, kích thước hộp cá sim nè các bạn. Đây các bạn thấy nha, đây là kích thước của bộ hộp cá sim nhỏ nhỏ thôi. Đó, các bạn có thể cắt ra những bộ hộp nhỏ nhỏ, các bạn tự dán các bạn chơi. Rồi bây giờ mình chia sẻ cách cắt kiếng nha. Vì tùy theo kích thước của tấm kiếng của nhà mình có thì mình cắt những tấm kiếng khác nhau. Bây giờ mình ví dụ cắt một tấm kiếng cho bộ hộp cá sim nha các bạn. Đây là một cái tấm kiếng này các bạn. Đây là một tấm kiếng đại khái như là một cái tấm kiếng dụng ở nhà mình đó nha các bạn. Đó, ví dụ như một tấm kiếng dụng ở nhà mình các bạn lấy xài. Đó, và mình cắt tấm kiếng. Rồi mình cắt tấm kiếng kích thước của hộp cắt sim nha. Đây là những cái tấm này là mình cắt sẵn rồi đây. Nè, kích thước hộp cắt sim. Bây giờ mình lấy kích thước của hộp cắt sim nha. Là mình lấy sẽ là 18 đi. Thường là mình cắt 18 nha các bạn. Đó, thì các bạn kéo cái thước này lên tới 18, hai đầu nha. Và cái cách cắt này rất là đơn giản. Rồi hai đầu sẽ là 18. Đó. Và ai cũng cắt được, rất là đơn giản. Là bạn sẽ sử dụng một cái thanh nhôm. Đây là một cái thanh nhôm của ngoài tiệm làm nhôm nha các bạn. Tùy tấm kiếng dài ngắn thì các bạn xài những thanh nhôm dài ngắn khác nhau. Đó, mình sẽ đặt ở vị trí này nha các bạn. Mình sẽ đặt ở vị trí hai cái vạch đó. Đó, và con dao nè, con dao nào cũng được nha các bạn. Đó, giờ mình lấy đại con dao, mình sẽ chấm vô theo cái đường gạch hồi nãy của mình đó. Và cái cách cắt á, lúc nào á con dao chúng ta cũng đứng, lúc nào con dao chúng ta cũng đứng lăn trên cái tấm kiếng này các bạn. Và các bạn cho lúc nào cũng con dao bánh xe, có nghĩa là bánh xe lúc nào cũng đứng nha các bạn. Đó, đứng lăn thẳng một cái trên bánh xe nha, chứ đừng cho nằm. Đứng là đứng suốt trong quá trình luôn. Thanh nhôm này nó có dụng cụ là nó, thứ nhất là nó trơn nè, thứ hai là nó thẳng. Đó, nó trơn trong lúc mình kéo đi á, nó không có bị dắp lại. Và các bạn nên nhớ, chúng ta chỉ cắt là cắt một đường thẳng thôi, không được gạch đi gạch lại hai ba lần cho nó ăn. Không phải như vậy nha, chỉ một đường thẳng một là ok nha. Và các bạn nhớ cái bánh xe này của chúng ta nè, nó có độ lò xo nè. Đó, khi mình nhấn xuống á, khi mình lấy cái, mình đè xuống, nó nhấn xuống nó sẽ có như cái lò xo trong đây này các bạn. Đó, các bạn đè xuống nha. Rồi trước khi sử dụng chúng ta cũng nhúng vào hôi sơ một cái nha. Đây là cái lon vào hôi thôi.
dụng cụ của mình nói chung là hơi cũ rồi nha các bạn, tại cũng xài lâu lâu năm rồi, nó đen thui nhưng mà nó có độ bền lắm. Rồi bắt đầu chúng ta thử một đường cắt này nha. Đây các bạn nhớ nha, đó mình lấy cái tâm đó kéo nha các bạn, đó đó mình lấy tâm nè, kéo một đường một thôi nha. Giờ bắt đầu kéo nè, đó như vậy thôi, không cần khứa đường thứ hai thứ ba. Rồi khi mà cắt xong, cái đây là cái đầu tròn ở trên cây dao cắt kiến nha, các bạn hãy để dưới nè, để dưới ngay cái đường cắt hồi nãy của mình á. Đây nãy đường cắt mình là ngay đây, giờ mình sẽ để con dao ngay đây, các bạn bẻ hoặc là các bạn gõ vài cái cho nó có răng cũng được nữa. Giờ mình gõ thử thôi, đó giờ gõ vài cái ngay cái đường cắt á cho có răng nha. Giờ bắt đầu mình nặn hai bên này xuống, con dao để chính giữa dưới nha, mình bẫy giờ mình phải nặn đây nè, đó rất là nhẹ nhàng. Rồi các bạn coi tấm kiến nó đi rất là nhẹ nhàng và cái đường nó rất là thẳng, đúng không các bạn? Đó, đây là một đường cắt cơ bản ai cũng làm được hết, tận dụng những tấm kiến dụng ở nhà mình rất là thích. Đó, mình làm cái tấm kiến này nó cao với 18 cm bằng tấm kiến mà mình làm cho hồ cá sim đây nè. Và có khi trường hợp ở nhà mình mà có những tấm kiến mà không có được vuông vức á, tấm kiến mà hơi nhọn nhọn bị bể á, đó thì chúng ta có thể sử dụng cây thước cây vuông. Đây là cây thước cây vuông nhỏ này các bạn. Đó các bạn chỉ việc đặt vô góc nó nha. Đó mình đặt vô góc vậy là vuông, rồi mình sẽ lấy cây viết á mình làm dấu, rồi mình cứ lấy cây thước mình cắt như như đường cắt trước như là được nha các bạn. Và đây mình sẽ có một cái tấm kiến bị bể dụng nè, cũng giống như ví dụ như kiến cửa sổ nhà mình bị dụng ra nha, thì nó không có vuông vức đó, nó hình nhọn nhọn sao không có vuông vức đó. Bây giờ mình sẽ cắt thử cái mẫu này. Ở đây cái thước ke nè, đó để mình chọn ra. Rồi mình để vô kiến của mình lấy cái thước ke đó, mình sẽ dùng cây viết mình lấy tâm. Và các bạn nhớ mỗi đường cắt mà bên hông của tấm kiến của mình á thì phải chiều dày cỡ 2 cm, 1-2 cm nó mới dễ bẻ nha các bạn. Đó chiều dày khoảng 2 cm như vậy mới dễ bẻ đó. Còn mà các bạn cứ để sát tấm kiến như vậy thì chiều dày nó có chừng 1 phân hay nửa phân đó, thì mình rất là khó bẻ đó. Mình phải để cho nó chiều dày và mình chuẩn bị lấy tâm, lấy tâm hết hai mặt luôn nha các bạn. Đó mặt trên này rồi hai mặt nhỏ này luôn đó. Đó chiều dày tối đa cũng vậy, rất là dễ bẻ chút nữa mới dễ bẻ được đó. Và mình chỉ cứ lấy cái thước nhôm mình đặt xuống hai cái đường mình làm cái tâm điểm hồi nãy đó. Đó mình lấy cái điểm này đó và mình cứ lấy cây thước cặp ngay đường mình chấm hồi nãy đó, và cứ lấy cây viết mình gạch một đường như hồi nãy mình đã hướng dẫn nha các bạn. Các bạn nhớ là một đường thôi, đừng có khứa 2-3 đường. Mình sẽ gõ vài cái cho lấy cái dấu đó. Đó các bạn thấy có răng không, và mình chỉ bẻ xuống thôi nha, chỉ việc bẻ nhẹ nhàng xuống vậy là nó sẽ gãy đôi ra và đường cắt nó sẽ rất là thẳng nha các bạn. Đó và tiếp theo mình sẽ lấy cái điểm phía này, đó là nó sẽ vuông góc ngay cái tấm kiến của ta nha. Đó tùy theo kích thước kiến của mình á, thì mình cắt hồ lớn hồ nhỏ tùy theo sở thích của mình nha. Đó mình chỉ gạch một đường nhẹ nhàng vậy thôi. Đó cây dao cắt kiến nào cũng được. Đó mỗi lần cắt mỗi lần bẻ mình chỉ cần lấy cây dao cắt kiến mình gõ nhẹ nhàng là được. Đó là coi như là một góc đó đã vuông rồi nha các bạn. Đó còn hai góc kia thì mình cũng làm tương tự như vậy, tùy theo kích thước của mình thôi. Đó bây giờ mình sẽ lấy điểm lại cái nữa là nó sẽ vuông góc một tấm kiến của mình. Đó là mình được cắt được 3 mặt vuông rồi nha. Rất là đơn giản nha các bạn. Thì các bạn xem rồi thì ai cũng cắt được ở nhà nha. Đây các bạn coi nè, mình đường cắt rất là nhẹ nhàng, một đường một thôi nha các bạn. Đó như vậy thôi.
bẻ xuống. Còn ấy mình sẽ gõ nhẹ nhàng, rất là đơn giản, những đường cắt rất là đơn giản. Đó, đây là tấm kiếng mình đã làm vuông được hai mặt rồi. Còn cái mặt trên đầu nữa thì rất là dễ dàng luôn. Đó, còn mặt trên đầu nữa rất là dễ dàng luôn, mình cắt ngang. Tấm kiếng thì nó hơi dơ nha các bạn, tại mình làm mẫu cho các bạn xem thôi. Đó, đó mình lấy điểm ở trên nữa là tấm kiếng nó sẽ vuông dứt luôn. Rất là đơn giản không các bạn? Các bạn xem cũng nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đó các bạn thấy không, một đường cắt cuối cùng này nữa là tấm kiếng mình là sẽ vuông dứt thôi. Các bạn hãy nhớ cắt, mỗi lần cắt mình phải nhúng dầu nha các bạn, cho đường cắt nó trơn. Đó, rất là đơn giản nha các bạn, cắt một cái rất là đơn giản. Rồi chúng ta gõ nhẹ nhàng một cái là chúng ta bẻ thôi. Đó, những đường cắt này cộng với cái thước nhôm là ai cũng làm được ở nhà. Các bạn thấy mình gõ cho có răng không? Gõ cho có răng là mình bẻ được ngay. Nặng nha, thấy không? Rất là nhẹ nhàng nha các bạn, đường cắt. Rồi, mình cũng xin chúc tất cả các bạn ai cũng cắt được những tấm kiếng vuông vức và tận dụng những tấm kiếng dụng ở nhà mình. Và được cái thuật cắt đơn giản này sẽ có những bộ hồ cá rất là đẹp nha các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.